Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên của T5 năm nay. Và trận đấu giữa team Anchor và MVP Phonix, chứ không phải là chúng ta đang watch cái game đấu này trước khi mà lobby game đầu kia có lẽ đã chậm hơn rồi. Ok, và chúng ta sẽ cắt trận đấu này vậy. Vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy là ở bên phía team Anchor họ đã ban đi đó là SF, Queen of Pain, Brute Seeker và đó là Spirit Breaker. Lựa chọn pick là Tuska, Winter Wyvern, MVP Phoenix, đó Gyrocopter, Bounty Hunter, Ban đi Leadstruck, Earthshaker và Lina, những hero cực kỳ khó chịu với đám phép. Ban rất nhiều những hero đám phép đi và lựa chọn cho mình Bounty Hunter. Họ nhắm vào đánh nhau và cản những con có thể counter lại Bounty Hunter với chỉ một cái Sentry. Các bạn đang đến với phần bình luận của kênh eSports Việt và chúng ta sẽ bơi hết TI năm nay. Chắc chắn rồi, ESV sẽ stream toàn bộ. Lúc này thì các bạn nghe âm thanh và hình ảnh có vấn đề gì không, có thể confirm lại và chúng tôi sẽ chỉnh sửa ngay lập tức. Vâng, chút nữa thì chúng tôi sẽ stream trận đấu giữa CDSC Vâng, Vega, xin lỗi các bạn, nhưng mà hiện tại thì lobby của game đấy vẫn chưa lập. Chúng ta sẽ điểm qua cái game đấu này. Undying được pick cho MVP Phoenix, rồi họ sẽ có Gyrocopter đánh carry. Support sẽ là Undying và Bounty Hunter. Và lượt pick tiếp theo sẽ là Melody of Land. Khả năng cao sẽ là có sự xuất hiện của Puck hoặc là Clockwork để có thể giúp cho Undying hoàn toàn để cắm cọc và Consoland được, hoặc họ sẽ đấu công lên. Nhưng nếu mà đấu công lên với Undying với cả Bounty Hunter thì hơi tủ, Undying thì đẹp rồi. À vâng, vừa nãy thì tôi tắt tiếng game. Rồi, các bạn sẽ đến với tiếng game. Ok chưa ạ? Lượt pick thứ 3 ở team 4 Anchor, khả năng xuất hiện của một con đi mid hoặc là một con carry ở lần này là rất là cao. Skywrath Mage. Vâng, đó là Skywrath Mage, vậy là Tuska sẽ là đi offlane rồi, đương nhiên là như vậy rồi. Winter Wyvern sẽ đánh support cùng với cả Skywrath Mage, một support mà hiện tại thì vâng, Skywrath Mage xuất hiện như là một support dồn nam rất là nhanh, và những hero như Bounty Hunter tôi đã nói rồi, một cái Sentry thôi, một disable nhưng Bounty Hunter chết cực kỳ nhanh. 10 giây remaining cuối cùng mà sẽ phải sử dụng tới Reserve Time, tới MVP Phoenix không? Họ thường có những cái pick rất là dị. Lượt pick thứ 4. Reserve Time. Lượt pick thứ 4. Mà cần một con. Vâng, Witch Doctor, vậy là Bounty Hunter hoặc là Undying sẽ đi up lane, khả năng cao sẽ là Bounty Hunter đánh support Undying của Witch Doctor. Lượt pick cuối cùng của MVP Phoenix sẽ là Hero đi mid và Anchor cần phải ban đi điều này. Anchor. Và thứ tư ở bên phía team Anchor bây giờ có lẽ là sẽ cần cho mình một con, tôi nghĩ là hard carry, mà khả năng đánh nhau của họ đều đâng rất là ổn rồi, tạo khoảng trống rất là tốt rồi. Anh có thể ra chỉnh cho em điều hòa thêm gió được không? Có thể nó mát nhưng mà nó đang không có gió. Reserve time. Đã sử dụng tới cả reserve time rồi. Lượt ban thứ tư và lượt pick thứ tư cho Anchor. Suy nghĩ rất lâu, một phút nữa. Korok, Fork, MSS và UHSS, những thanh niên mà đã rất hay ở khu vực Mỹ đều xuất hiện trong đội hình của team Anchor rồi. Team kiểu nghe kiểu ca sĩ nhạc rap Anchor. Aiken.
Hiện tại thì MVP World League đang có một đội hình mà tôi thấy là gánh nó cũng bình thường thôi, nhưng mà counter gánh rất là khỏe với Quick Doctor và đội hình Viper. Một đội hình phút đánh nhau rồi từ Ancor, họ sẽ put rất là sớm với Tuska, với Viper khi mà họ đánh nhau là cực kỳ khỏe. Và đương nhiên rồi, đánh nhau khỏe là put được sớm, giết được người là put được thôi. Vấn đề không phải put trụ nhanh mà là hạ gục những cái thằng mà đang đép trụ và ban đi ultimate. Như đã nói thì Ancor có cho mình đội hình đánh nhau rất là khỏe. Đánh nhau khỏe đồng nghĩa với việc tạo ra rất nhiều khoảng trống và nuôi một con hard carry là cực kỳ đơn giản. Ban đi ultimate là lựa chọn này tới từ MVP Phoenix. Với lượt ban tới từ Ancor, họ sẽ cần cho mình ban vào một mid hero. Ban đi Storm. Vâng, ban đi Storm là một cái hero mà đánh nhau cũng rất là mạnh luôn, nhưng mà tôi nghĩ là nó không phải lượt ban quá hay ở lượt này. Khi mà MVP Phoenix họ đang cần nhiều hơn một người setup combat chứ không phải là một hero như Storm. Một người setup mạnh. Và để xem là lượt cuối cùng có phải là một hero setup mạnh không. Khi chúng ta có thể thấy là bây giờ thì việc mà giữ đối phương trong một cái ulti của Zyro hay là cọc của anh ấy đang là hơi khó. Ông ơi, tắt cái này đi, ở đâu ấy? Ok rồi. Lượt pick thứ 5 tới từ MVP Phoenix, và tôi nghĩ rằng Puck hay là những hero setup khác sẽ thực sự rất là đẹp. Cần một hero. Vâng, what? Vâng, Phantom Assassin là người Hàn Quốc, một con mà MVP đánh cực kỳ hay. Và có thể nói là nó cực kỳ may tới từ phía của QO. QO đi mid với Phantom Assassin để cho Gyrocopter farm safe land. Bounty Hunter đi off land, cả support của họ sẽ là Undying và Quick Doctor. Hai con đều đang là những hero mà có khả năng di chuyển nó đều không bình thường tí nào cả. Một con thì có vẻ là hơi lệch, một con thì bị gồ. Về nhưng mà liệu mà lựa chọn đi mid giữa Viper và PA có phải là hơi liều lĩnh hay không? Vâng, và hết phần man pick thì chúng ta sẽ tiến đến trận đấu của Vega. Nhưng mà bây giờ thì Vega vẫn LC cho Ancor là mình thích carry, có con khỏe hơn PA. Một cái giáp phản thôi thì đua thì kiểu gì mày chém crit mày kiểu gì cũng chết trước. LC đánh carry với Korok. USA sẽ cầm Viper đi mid vào để Winter Eleven đánh support cùng với SkyMate, Tuska đi off lane. Tuy nhiên ở bên này thì MVP vẫn đấy của mình, QO đánh Phantom Assassin, NutZ cầm Quick Doctor, Max đánh Undying, Kay Phoenix đánh carry với Gyrocopter để Furby cầm Bounty Hunter. Gớm cái ông 2KMML. 10 seconds remaining. Và các bạn đợi chút để mình check in game nó có lag không thì mình nhảy sang bên kia, nó cũng không sao mà, từ từ thôi. Chúng ta còn bơi với nhau ở mười mấy ngày nữa, 11 ngày đúng không bạn? Vâng, nó không lag. Chào mừng đến với sự International. Rồi đi ngủ đi cưng. Và chúng ta sẽ bơi hết ngày hôm nay, hết ngày mai, hết ngày kia, sau đó nghỉ vài ngày là hết ngày kia, ngày kia. Bây giờ thì chúng ta đến với game đấu chính thức mà chúng ta sẽ theo dõi vào ngày hôm nay, Vega và CDSC. Với phần bình luận của kênh eSport Việt. Reserve time. Dire team pick. Vâng, lúc này các bạn đang đến với game đấu của chúng ta ngày hôm nay, CDSC Gaming và Vega. Ở bên cạnh tôi đang có 7 tới 8 thanh niên đang xem. Và hiện tại thì cập nhật thì First Blood dành cho Ancor, mạng dành cho Skyramet và giết vào support Undying. Nhưng ở phía bên này CDSC cũng lựa chọn cho mình Undying ở lượt first pick. Họ ban đi Let's Rock và Bounty Hunter, trong khi đó thì Vega họ lựa chọn ban đi đó là máy bay và Tuska.
đua pick, khả năng cao sẽ có sự xuất hiện của QNP nó SF, sau đó sẽ là Earthshaker. Đơn giản thôi. Vâng, với những cái bạn còn có cả một cái yêu cầu nó dị dạng như kiểu là bây giờ tôi muốn nghe ông Cát và tôi muốn xem mình in game thì ok, mình sẽ để cam của Toby. Chúng ta sẽ xem chung cái cam của Toby với những bạn mà muốn xem in game và nghe giọng của mình ở ngoài web. Shadowfiend và Dazzle xuất hiện ở lượt pick của Vega và Dazzle sẽ được cầm bởi Sema the Slayer và Shadowfiend sẽ đi mid bởi No One. Undying sẽ đánh support về C-Deck và lượt pick tiếp theo khả năng sẽ là Earthshaker nhưng không, đó là Spirit Breaker đi offlane. Trật tự đi. Giết hết bây giờ. Toàn ông xem nhờ lại còn ồn ào. Ban đi Phantom Lancer lượt thứ 3 tới từ CDSC. Và tôi và các bạn có thể thấy là nếu mà những ai đã theo dõi team Vega thì Shadowfiend là một hero mà anh ta đánh rất hay. No One, một cái player mà tôi nghĩ là không những là ở đẳng cấp tier 2 mà bây giờ anh ta có thể là bắt đầu bon chen lên vị trí của những solo mid tier 1 rồi, đánh cực kỳ ổn. Và chúng ta có thể thấy là bây giờ thì Viper bị ban đi, tránh việc là Shadowfiend đi một cái lên quá khó rồi. Họ sẽ push rất nhiều với Vega, còn CDSC họ sẽ tạm thời thời điểm early sẽ không chủ động đánh nhau và cố gắng lấy cho mình lượng level, sau đó thì tiến vào với những mặt đánh nhau chống push thôi và counter push ngược lại. Radiant team banned. Và lúc này các bạn đang hỏi mình là anh ơi chỉnh sáng màn hình lên như nào thì cái màn hình của bạn là cái gì mình làm sao biết được. Vâng, lúc này thì cái đội ngũ kỹ thuật ở bên cạnh sẽ cố gắng để trả lời những bạn ở kênh chat giúp mình và mình sẽ tập trung vào in game thôi. Bạn Earthshaker lượt thứ tư. Lúc này đang có rất nhiều anh em đây sẵn sàng bơi TI rồi. Bloodshaker bạn đi lượt thứ tư từ Vega. Và họ sẽ pick support trong lượt thứ ba này, tôi nghĩ là như vậy. Support là một offlane. Ember Spirit. Bắt đầu thú vị dần rồi đây. Tại sao ngay ở lượt pick thứ 3 với một cái mục đích không rõ ràng họ lựa chọn cho mình Ember Spirit? Một bài dị trang vâng Queen of Pain dành cho CDSC đấu đầu với cả Shadowfiend. Vâng, rất nhiều các bạn kênh chat đã giới thiệu là bây giờ bạn có thể là chiếu đèn pin màn hình để cho màn hình sáng lên. Nó cũng đơn giản mà. Tôi cũng có đèn pin. Chia sẻ với một số bạn kênh chat với việc là bảo là tôi có hai gói mì tôm với hai cốc cà phê đủ bơi hết đi chưa, thì hiện tại ở đây chúng tôi làm khoảng 25 cốc mì, hai lốc bò húc, một chai Pepsi 2 lít rưỡi và rất nhiều Coca. Khả năng là toy. Ok, bây giờ quay trở lại với game đầu với việc pick Ember Spirit đang khiến tôi rất là bối rối. Không biết lượt thứ tư thì Vega lựa chọn cho mình cái gì. Cái áo này. Skywrath Mage. Scarlet Mage dành cho Vega. Team.
Vâng, với Scarlet Mage thì bây giờ hai support đang đều không có stun và khả năng sẽ đang có ba đang là hơi bị vô duyên. Vậy thì sự xuất hiện của một con offlane sẽ đang combat chắc chắn là cần thiết. CAC sau cái lượt pick này sẽ cần 3 con Clockwork. Một offlane mà theo tôi là quá tởm lợm để setup với một con Scarlet Mage. Và ở lượt thứ tư CDSC sẽ xuất hiện một support nữa, trước khi đó là một carry. Ở lượt thứ tư thì CDSC đang suy nghĩ rất là, họ chỉ còn có 20 giây thôi. Nhanh lên nào các chàng trai Trung Quốc. 15 giây. Reserve time đang được sử dụng toàn bộ các lượt thích thứ tư này. 10 giây. 8. Vâng, Disruptor. Bad counter Ember luôn, máy bay đi tao gửi lại, sau đó là một cái ulti vào đầu. Còn với những bạn đang thắc mắc là hiện tại đang bao nhiêu có người xem kênh của ESV, hiện tại chúng ta đang 868 người ngồi xem. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn tới những cái nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ có những cái bài viết phân tích sau những vòng đấu hay là những cái phần highlight gửi lên dành cho các bạn ở trên trang chủ esportviet.vn, cũng như là các bạn có thể trải nghiệm trang chủ mới khi mà ấn vào hình cái bạn gái bên góc trái màn hình, người ta gọi là bạn gái ở góc trái. Bạn đấy tên là Thảo. Chúng ta cứ gây nhầm lẫn đi không sao. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Vâng, và sau khi ban đi Beastmaster thì Razo cũng bị ban đi, và bây giờ thì còn Clockwork dành cho Vega. Và tôi tin rằng sẽ có sự xuất hiện của Clockwork. Vâng, đúng rồi, bạn ấy tên là Thảo và bạn làm cô giáo. Ngày mai thì có sự xuất hiện của hai hot girl khác, một em tên là Thúy Kiều, một em tên là Thúy Linh. Và cái phần bình luận vào livestream tối ngày mai. Lượt pick cuối cùng của Vega đang, họ đang suy nghĩ rất là lâu. Và tôi nhắc lại với các bạn một lần nữa, vâng, Clockwork giáp Cutter. Ôi ôi, kiểu Cutter 10k MMR. Hiện tại thì cập nhật qua về tình hình trận đấu thì bên phía của trận mà tôi đang nhìn ở cái màn hình rất xa, khi mà có khoảng 500 anh em đang ngồi xem. Với một cái màn chiếu thì tôi thấy đang cân. Họ đánh nhau rất kinh nhưng mà cũng rất cân. Quay trở lại với game đấu này. Vâng, DK dành cho CDEC, một con mà Siki đánh nó là thương hiệu rồi. Họ sẽ đánh với DK đi mid quay up lane farm safe lane để cho Spirit Breaker đi up lane, và Undying và Disruptor sẽ là cặp đôi support. Shadow Fiend đánh với No One ở đây, Ember Spirit sẽ đánh với Knight, Bersabasu và Mark đi up lane với Clockwork. Cặp support sẽ là solo cầm Dazzle để cho Skyrim Mage cầm bởi một thanh niên gì đó mà tôi quên tên mất rồi. Chúng ta sẽ đến với game đấu này. Trận đấu giữa CDSC và Vega, trận đấu thứ 2 mở màn cho The International mùa thứ 5. Và rất thân hạnh được mang cái trận đấu cho các bạn. Và đã ai là đã làm caster thì đều mong được một lần mang TI đến cho khán giả. Và tôi đã rất háo hức như là trẻ con lần đầu được đi mẫu giáo để chờ đợi đến cái buổi tối ngày hôm nay. Đã cố gắng ngủ nhưng không thể ngủ được.
nhưng chúng tôi vẫn sẽ là mang đến các bạn những cái trận đấu từ giờ đến ngày mai. Ok, và bây giờ thì good luck, have fun and no one. Trận đấu sẽ được chuyển đến các bạn ngay bây giờ. Khi mà bây giờ thì đi nhìn qua về lượng đồ, Dimit đương nhiên là no one rồi, bên kia Dimit chắc chắn là Siki với việc được C2 cái tango. Và thanh niên nào mà ngồi ghi để làm highlight đâu rồi? Chuẩn bị đi nhá, media nhá. Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng để phục vụ cho kỳ thi lần này. Mọi thứ đang đều là ổn. Lúc này thì Clockwise di chuyển rất nhanh, cắm một cái quát ở khu vực Runebot để có thể control được cái khu vực di chuyển và dừng cũng như tình huống Rome Gang. Ở đây các thành viên của CDSC với lợi thế đánh nhau rất khỏe, level 1 cũng đã di chuyển thẳng sang rừng đối phương với Baran đây rồi. Vega thì họ co cụm với nhau cố gắng lấy cho mình rune top thôi. Aggressive di chuyển ra, Aggressive mua cho mình cái Noon Stalemon, mình sẽ cố gắng để lên cho mình một cái reset Noon để lên một cái Noon thôi. Vâng, và lúc này chúng ta sẽ đến với game đầu, khi mà bây giờ sự di chuyển sẽ là cái ru trên top dành cho No One để lấy sớm lên một cái bình, còn ở dưới thì đó sẽ là DK của CK, và ai sẽ là người thắng mid thì khả năng cao sẽ là No One thôi. Khó một vài level đầu xong rồi, một khoảng thời gian sau sẽ ok thôi. Body block hộ tới từ Anaing, còn bên kia thì cũng có sự body block tới từ Dazzle, họ sẽ đấu công lên. Với Ember họ quyết định đấu công lên để Clock được farm thoải mái và hành đối phương. Và what the fuck, team Vega được tài trợ bởi, vâng tôi nhìn thấy, xin lỗi các bạn, là tôi nhìn thấy thanh niên Mark này có chữ Unicorn, tôi tưởng là được tài trợ bởi Uniki ở Việt Nam, nhưng mà nhầm. Gà đã ngay lập tức mang cái bình ra cho DK với việc là anh ta không mua bất cứ một cái gì cả, mua mỗi một cọng rau muống thôi. Chắc chắn cái kèo để Clock đi Baran này, tôi đánh cũng không bao giờ Baran được, các bạn có tin không? Trừ con Baran bị điên rồi bát liên tục rồi. Nào thì gõ nhau, cờ lê đấm nhau với cả cái đèn này thì chắc chắn cờ lê ăn. Và với việc tăng một điểm mà có, không bao giờ phải sợ Baran ở trên này, sẽ đánh nhau rất vui khi mà 3 đấu 3. Cái lên top có vẻ đang trở nên rất là chật trội, tình huống kéo creep vào để khiến cho đối phương mất dần cái lượng level đi. Nhưng mà ăn đây cũng đã di chuyển vào để farm rồi. Vâng, các bạn đang đến với cam của Toby Wan. Thằng này thì nó quay cam thì chắc có người quay cam hộ rồi. Boom, there it goes. Ember của thanh niên kệ. Không đúng là team, cái tài trợ là Unicamer mà, không phải là một mình Mark. Và vâng, ở đây thì No One nó mất khá nhiều máu, chắc chắn là spam skin 1 tới từ CK. Sau khi sạc bình thì tiếp tục spam thôi. No One sẽ khó có thể control lên này bằng DK vài level đầu tiên. Ra thể thấy là DK đang có last hit là 8-0, còn SF thì là 5-1. Vâng, cầm tới 8 tango tới từ Clockwise thì mày đấm tao đi, bát nữa đi. Kiểu gì ăn một cóc mồm thôi, di chuyển ra để lấy cho mình cái rune Duoda. Và đây là một cái rune mà khiến cho Baran hoàn toàn có thể có những tình huống chắc đi. Shadow Fiend đã có 10 sâu rồi, kèo này là dần dần thì DK sẽ thua về cái lượng last hit deny thôi. Nhưng con DK là con mà không thể thua mid được, khi mà có thể spam cho kim lượng mana khá là rẻ. Và có lẽ là sẽ chỉ thua một chút thôi, không thua đến mức kiểu phải đi kiểu bán khiên với cả bán đao ấy đâu. Một cái rune bounty dành cho DK, và có lẽ là No One thì lựa chọn cách là crowd bottle và lấy toàn bộ cái lượng lát đi ở mid, không di chuyển đi. Thời gian di chuyển sẽ dùng để stack kem, và đó là một cái lựa chọn tôi nghĩ là thông minh. Đã có một giày, một bình dành cho DK. Ở đây Shadow Fiend thì vẫn chỉ là Crown Bottle, và sau đó là vâng đã cũng đã có giày rồi, giày sẽ mang ra cái lượt tiếp theo khi mà Coriol sẽ được up. Ember đây mua cho mình Pullman Silver lên trên top này, chúng ta thể thấy Ember đang thua hoàn toàn lượng farm nhưng không hề thua rồi QNP, nhưng như này là hơi thấp rồi. Có một giờ lâu ra, Sea Kim đuổi vào nhưng có lẽ sẽ không vẩy được, nhưng lập tức là DK lùi về, không có những tình huống vẩy và quá khó để giết một DK lượng giáp to như này với những cái đấm tay như vậy. Wow, thế rồi các thanh niên mang hộ mình lon bò hút ra được không? Hỗ trợ đâu rồi? Support, support. Chúng tôi đang còn rất đông người để phục vụ những caster ở đây.
và cũng như là gián tiếp phục vụ các bạn viewer ở dưới. Sẽ có lẽ sẽ cần một màn hú để tri ân các anh, những người đều lớn tuổi hơn tôi nhưng mà đang phục vụ rất là nhiệt tình. Ở trên này thì với việc là có sự xuất hiện của Skyrimet ở cùng đó đát rồi, chúng ta thấy là Ember farm khá thoải mái. Queen of Pain thậm chí là một hero tay dài vẫn đang phải lùi ra lùi vào khá là khổ. À, có kéo creep về tới the Q ở bên phía team CDSC để có thể giảm cái lượng farm tới từ Vega. Nhưng ở cái lên công này cũng như là chúng ta thấy là Clockwork đã thắng lên hoàn toàn so với Bara rồi. Sau 4 phút thì mục đích tạm thời của CDSC họ vẫn đang đảm bảo. Như đã nói ở cái phần ban pick thì CDSC là một team mà sẽ rất cần cho mình cái lượng farm thời điểm early. Tránh đánh nhau ngay lập tức một ban đầu Clock phải bắt được tao cái nữa xem nào. Làm sao. Vâng rồi, bắn tên lửa để farm thôi. Mục đích của CDSC họ sẽ là farm lấy cho mình cái lượng core item như lượng level, sau đó đánh nhau ở thời điểm đầu mid game. Còn Vega thì họ sẽ cố gắng ở cái công lên này. Có một chém chói và first blood dành cho đó là Sema the Slayer. Ngay lập tức là bây giờ đấm cọc rồi, phá được cọc, có thể đấm ngay lập tức vào Queen of Pain. Không, Queen of Pain sẽ Blink về và họ sẽ tạm thời lấy một mạng và hồi máu lùi về. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Vâng, farm là rất hay, tôi tưởng là phải mid con creep đấy cơ nhưng mà vẫn farm được từ Nice, từ Sabersu. Tôi thề là thanh niên này đọc tên cực kỳ khó hiểu. XZ ở dưới vẫn đang khá quỳ so với đấu đầu một Clockwork, như tôi đã nói rồi, không bao giờ chơi được cái kèo Clock và con Bara như thế này. Chắc chắn con Clock nó sẽ đè lên với Bara thôi. Nhìn coi lượng last hit Bara có 20, còn con Clock có 32, deny 12. Vâng, No One đã bắt đầu di chuyển vào rừng với những tình huống stack cam rồi, nên ở mid đang có hai người. Vâng, hóa form lên stun luôn. Đó là dòng độc bây giờ di chuyển vào đặt một cái vòng nhưng vẩy luôn ra vào người của Q. Q mất rất nhiều máu, di chuyển ra đạt rồi và bây giờ thì chơi đi. Chơi kiểu gì nó back up rất nhanh tới từ thành viên của Vega. Một tình huống vẩy rất nhanh tới từ phía của EDF. Có một chác vào Clockwork và bây giờ thì dòng di chuyển xuống và run hết rồi. Có lẽ Clock sẽ nằm lại tên này, nhưng anh ta vẫn đang cố gắng chạy đi lượng giam. Clock thời điểm đầu game rất ok, đến một ulti của tên từ Bara. Hook nào, hook đó lùi về, vâng hook vào creep và lùi về. Lựa chọn là thông yên nhưng thổi tới từ CK và anh ta lấy mạng của Clockwork. Tỷ số đang là 1-1. Khó, tình huống đó thì có lẽ là không thể chạy được rồi. Cái hook vào Rengar đầu tiên, có lẽ hook vào creep dừng rất là xa. Nhưng việc DK di chuyển đi sẽ khiến cho SF, ôi rồi ôi ông Disruptor di chuyển nhanh là không ổn rồi, vâng lùi về được, may nhá. Chỉ chậm có 1 giây thôi thì ăn 2 vẩy chết ngay. Tôi đi cái đường này mấy lần tôi vùi chết, vẩy chết mấy thằng thì tôi biết. TP tới từ Clockwork ra lên và tiếp tục farm. Mục đích của Clockwork phải lấy lượng item đã, mặc dù level 6 và cũng đã sử dụng cái hook mất rồi. Thế nên việc di chuyển đi ganh là không được. Vâng, DK vẫn đang farm thôi. Đã nói thì ở cái trận đấu này hai team sẽ cố gắng farm rất là nhiều để lấy cho mình cái lượng level đầu tiên. Và đây thì chúng ta nhìn thấy Ember đã gần có cho mình đủ giày phay, ra một giày phay luôn. Ở công lên thì có lẽ là một người, mỗi người cũng đã đều đóng cho mình một cái stick. Vâng, tất cả là đều ok, mọi thứ là ổn dành cho Vega. Nhìn qua lượng network thì đứng đầu đương nhiên rồi, ở mọi game đầu chuyên nghiệp. Và với việc là SF không chết như này, đương nhiên SF sẽ đứng đầu ở network. Thứ hai là DK, thứ ba là Clockwork. Và đó là một điều mà thực sự đáng sợ. Con SF cậu đầu bằng network hay là con DK không đáng sợ một con Clock mà ở vị trí nó đang rất là cao như thế này. Một con Clock mà nhiều đồ thì mid game nó là giết hết. Vâng, có một đường vẽ tới từ phía của Caster nhưng cũng không, Clock vẫn chưa quyết định di chuyển lên vì việc chạc vào một con Bara mà khi nó chạc đi thì là chuyện bình thường thôi, không nên hút nhiều. Không, đùa các bạn nói thế. Cái tôi chỉ hay vẩy chết người ở mid thôi chứ tôi đây đi mid có bao giờ chết đâu mà bất tử. Tôi 3k MMR nhưng mà toàn đánh nick nhiều rank 700 này, không bao giờ chết. Clock bắt đầu di chuyển đi khi mà đang sở hữu cho mình một cái ultimate rồi. Rót đi. Vâng, với những bạn mà đang hỏi là cái bạn nữ góc trái của trang chủ ấy, địa chỉ Facebook là gì và có phải là Linh Ngọc Đờm không, thì Linh Ngọc Đờm chỉ là một trong 4 bạn nữ ở ENV thôi. Nhưng các bạn hiểu đừng nhầm.
À 40 bạn, ngoài kia tận 500 anh em cơ mà. Nhầm. Rồi ok, quay trở lại game đầu thì SF của Vega đang lên cho mình. Đó là cái mechanism và mục đích put là rõ ràng. Họ sẽ nuôi Ember. Ember sẽ lên cho mình một cái magic stick sau khi lên một cái giày phay, thường nó là cái trống cơ. Nhưng không sao, magic stick là một item hoàn toàn cần. Một tình huống sơ mốc và ở đây có Undying, có Disruptor và đó là Bara. Vâng, cái bóng của SF thôi. Họ đang vòng thẳng ra mid với sự xuất hiện của DK, nhưng có vẻ là ngửi thấy mùi tối trong bóng tối. Vega lùi về hết. Vâng, không thể lùi vào đây, tiến thẳng vào khu vực của ba người đang đây. Một DK, một cầm cọc, chắc chắn là No One không thể sống nổi. Hai cái bát và đây bút bất tử lên sẽ là những tình huống vậy, di chuyển tới DK chắc thẳng vào Dazzle. Bây giờ thì TP từ No One thì không được rồi, Dazzle cũng sẽ là người nằm lại khi mà con Bara của bên Việt chỉ bay. What the fuck, liên tục là năm tình huống bát tới từ Bara. What the hell. Vâng, có lẽ con Bara này nó vừa đi kiểu Tomorrowland về cực kỳ kinh. Bây giờ sẽ bút thẳng vào khu vực trụ mid, khi bây giờ thì bật for divide lên. Skyramet tốt nhất là nên tránh xa khỏi đây thôi. Clockwave vừa bắn quả tên lửa mà đó là rơi vào tầm tên lửa của Kim Jong Un luôn, một bắn về hết. Không còn một ai muốn có ý định bút mid nữa tới từ CDC. Hình như tôi đang bắt đầu hét hơi bị to và tôi sẽ hạ giọng mình xuống một chút. Ơi, what the hell, lạnh lùng thế. Máu không có mana thì hết ra bắn luôn đi ghen. Thật. Hôm ra nó cẩn thận thôi, sợ có thằng dở ơi đứng trên đồi lao xuống. Ví dụ thằng Glock này ạ. Và đó là một tình huống sơ mốc. Tới thứ hai support, một con có cánh và một con thì bị gù lưng. Nhưng không sao, di chuyển thẳng lên top. Cái Glock quách nào đây sẵn sàng tình huống hút thẳng mặt Queen of Pain. Điều này cũng là một cái vấn đề mà nó hơi bị nan giải. Và hút vào Queen mà không tỉnh táo thì Queen mà linh đi ngay. Hơi khó. Nhưng mà cái khó là cái khôn thôi, gọi thêm hai thằng đứng đằng sau. Vâng, các bạn đang bảo tôi là MVP win rồi, cắt trận này làm gì, tôi đang cắt trận Vega. Này nhá, Carter ăn cắt không ăn mì. Giữa trận ăn gì thì ăn, tôn trọng người làm việc tí đi. Vâng, rất xin lỗi các bạn, bên cạnh tôi đang có một cái Park Storm với gần 500 anh em. Bây giờ nó gì còn chói thằng của Bara, có cái lý gì mà nó không chắc đi. Chỉ là đuổi về thôi, từ nay mới sao được thu rồi, dắt tên. No One đang có cho mình một cái Mekan rồi. Con gà thì đang mang đồ cho Ember, tôi nghĩ cái Mekan cần thiết rất nhiều. Siki ở đây đang có cho mình một cái rune. Không, đó là... Vâng, một con DK lên cho mình Shadow Amulet và sẽ hướng thẳng tới một cái Shadow Blade. Tôi bắt đầu nghe tiếng bóc mì đấy. Tôn trọng gì đây. Vâng, và các bạn đang theo dõi một game đấu mà ở một trận, một cái đẳng cấp thế giới. Một cái trận đấu giữa Trung Quốc và châu Âu. Và một thằng Trung Quốc đang gặp một thằng châu Âu thích farm. Và bây giờ thì 12 phút đang có 4 mạng ngã xuống. Có vẻ hơi ít với một đội hình có Undying và Bara. Con Bara có vẻ đang hơi tiết kiệm nhiên liệu một tí. Nhưng bây giờ đang chắc thẳng vào đầu Ember rồi. Có hóa bom rồng lên, tất cả giao vào, Ember lao về. Bây giờ làm sao, bây giờ có TP ra, chắc chắn sẽ là một tình huống counter combat. Và đây thì chém chói thẳng vào, Bara sẽ bị xuống down. Đó là một tình huống nhảy thẳng vào ulti của Disruptor và lùi tất cả về và Dazzle chết thay thôi. Bây giờ di chuyển ra, Clockwave bị dồn nam. Clockwave sẽ lên bảng tuần này rồi. Đó là Undying, tốt nhất tất cả lùi ra ngoài. Đánh nhau ở trong cái mộ của Undying là bằng tự sát luôn. Về rồi. Vâng, tiếp tục là Trang và các thành viên Vega đang đánh thua rất nhiều ulti lên. Di chuyển ra tới từ phía của Ember, bay ngược lại rồi. Một dồn nam Undying, Bara thấp máu. Hai người double kill dành cho Vega, carry và họ dồn tiếp vào người thứ ba. Bây giờ thì TP về tới từ Siki, chém chói được, giữ được DK, sẽ là người thứ tư. Một đấu combat hoàn hảo tới từ Vega, triple kill cho Ember. CDC, họ không hề muốn phải đối mặt với con Ember nếu nó quá xanh. Chống đã xong, tiếp theo sẽ là Fury. Với các bạn đang hỏi Pop Storm của ESV ở đâu thì nó ở ở phòng 140B của Skeleton. Một tràng một tay lên cho đi kéo một mặt phát và màn Katsuki dã man luôn.
Hú lên tất cả cùng hú đi. Đùa ông Nam Thái đừng ăn mì nữa. Lần nào cũng là ông này ấy thể. Và các bạn có thấy sôi động không ạ? Vâng, chúng ta quay trở lại với game đầu. Lúc này tỷ số là 5 đều. Network đang kéo ngược về Vega. Hai thành viên đứng đầu đó là SF và 5600, 5400 của Ember. XP là 3000. Và với một đội hình mà cần XP như CDC mà đang để Vega dẫn với XP nhiều như thế này thì khả năng đánh nhau sẽ là rất thấp. Và khi người Trung Quốc họ mất đi lợi thế họ làm gì? Người Trung Quốc mất lợi thế sẽ cắm những cái quát thủ lùi về farm. Và đó là một điều mà chúng ta không mong muốn trong một cái đêm như thế này. Đánh nhau đi. Vâng, có một chém chói và chắc vào tới từ Ba Lan ngay lập tức bay về từ Ember luôn. Một tình huống thử nghiệm đam thôi. Cũng đã cancel luôn tới từ Ba Lan. Vâng, một bạn đang bảo là một combat mà carry đổi cheat tới 19 lần thì đó là chuyện rất bình thường ở một cái pro game. Khi mà tôi đã từng nhìn thấy ATG đổi cheat tới 43 lần cơ. Cũng thường mà. Tôi vào combat tôi cũng đổi cheat nhưng mà kiểu lúc dùng skin thì để cheat sang trang ấy. Không nhớ rõ lắm là mình đổi cái gì thôi. Vâng, một cái quát. Tôi sẽ để free camera các bạn nhìn thấy cái quát này. Và họ cắm một cái quát. Mà lượng sai nó cũng nhiều ấy mà. Họ cắm quát kiểu từ trong hẻm nhìn ra. Cắm quát là kiểu cảnh sát giao thông Việt Nam đứng ở trong lùm cây. Có vẻ là hơi bị cuồng tay thì phải. Ở đây thì Ember vẫn đang farm rất là tuyển thôi. Thì còn chém chói vào. Về không? Về thôi, Ba Hoa đã không thể đi ganh được. Khi mà backup là cực kỳ tuyệt vời từ Dazzle. Tôi bắt đầu thấy gói mì thứ hai rồi đấy. 5 thằng ăn mì. Một thằng gắt tơ ngồi cát. À nhầm, 50 thằng ăn mì. Và các bạn đang đến Pastor với 500 người. Vâng, Queen of Pain đang mua cho mình một cái Star của Queen Jelly. Và có lẽ là để chống những cái màn Silent tới từ Skyramed lên một cái lock. Chứ tầm này lên Dragon thì tôi xin lỗi luôn. Là thua. Di chuyển nào sơ hộp ngay lập tức một tiếng của Silent. Và bây giờ sẽ là sử dụng ulti đến Skyman không. Đó là ulti cộng với chém chói. Chạy đi đâu đây? Ba ra và vâng chết rồi. TP ra tới từ Disruptor nhưng TP và nhìn đồng đội mình ra đi thôi. Vâng, hát bài một người ra đi mãi chắc không quay trở lại. Ở mid thì một tình huống mà hóa form rồng lên và dùng dồn toàn bộ đam vào một con cờ long quách, nó không hề quan tâm tí nào cả. Và cá nhân tôi nghĩ thì một cái tạo vật bằng kim loại thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về độc tố. Ngày xưa chơi Pokemon thì biết, cũng không sợ lắm đâu. Đúng rồi, cái tình huống cắm quát vừa rồi của bên phía team Vega hoàn toàn giống với những tình huống cắm quát của game LOL. Cứ quát là cắm vào bụi. Và một cái Shadow Blade được lên cho DK, tiến độ là hơi chậm. Mặc dù ở thời điểm nếu tôi nhớ không nhầm là phút thứ 11 thì ta có cho mình cái Shadow Amulet. Thế nhưng mà có lẽ là một vài tình huống gank khá là fail thì bây giờ cái form rồng cũng chỉ để di chuyển cho nhanh thôi. Vâng, mấy ông mốt kênh chat đâu rồi, trả lời mọi người đi, người ta hỏi cả Pháp Sato ở đâu kìa. Vâng, cái trụ đầu tiên của bên phía team Vega có ngã xuống gốc. Ôi, ông cờ lóc ra rồi, có khi là một hook này, tránh ra được ta hook nó coi. Vẫn đang, ôi rồi ơi, hook thẳng của bạn Queen of Pain, send back lại, nhưng Queen of Pain là chết rồi. Không thể tin được một tình huống hook thẳng và khoảng không vô địch. Một tình huống hút vào cái vùng mà đen như kiểu là đen thôi. Nhưng mà tại sao Clock lại có thể làm được một điều nó khủng khiếp như vậy? Vega và khiến cho Queen of Pain bảo là đấy, nó hút thế thì bố tao chịu thôi. Đồng đội không thể blame được Queen. Khi anh ta rất nhanh blame về nhưng ăn ngay một lúc vào mồm. Bây giờ thì Vega đang khiến cho CDSC quỳ dần và đều rồi. Họ đang hoàn toàn làm được. Với những dự đoán trước đó thì mọi người đều nghĩ rằng CDSC mạnh hơn. Nhưng ở đây là Vega, với như tôi đã nói là thần tượng của tôi là No One. Đánh cực kỳ kinh.
Không biết là lúc này anh em ở kia mà xem qua Dota TV và nghe tiếng cát của tôi nó có bị lệch không? Không lệch đúng không? Ok ok ok. Bây giờ thì đã bút ra vào toàn bộ đồng đội và di chuyển vào rồi. Chúng ta thể thấy hóa form rồng lên và sử dụng Shadow Blade tới Shiki. Nhưng nên nhớ rằng ở đây đang có một Senchi di chuyển vào ăn một cái stun tới từ Nazareth. Dồn rất nhiều đam vào cầm cao của tới từ Anh. Họ đang dồn thẳng vào Bala. Nhưng hồi máu vua tử lên. Có lẽ là Ember Bay ra ngoài. Ulti từ NF và đang bị đuổi rất nhiều của em. Và bây giờ Ember Bay thẳng đi tới một cái điểm nào đó rồi vẫn chưa chết. Bút rất nhiều hóa lên. Di chuyển và đầm tới từ phía của NF. Nhưng không được rồi, anh ta sẽ nằm lại khi mà 4 tỷ con zombie đuổi vào mặt thì đỡ kiểu gì đây. Vâng, có lẽ là một tình huống mà cứu được Ember là quá thành công tới từ Vega rồi. Mất ngược lại một cái trụ mid. CDC cũng tình huống phản ngược combat rất là hay. Vào đây thì họ đã phải buy back cả tới từ Bara và lượng network nhận được là không nhiều. Vâng, và lúc này thì tôi đã kéo con trò chuột ra khỏi màn hình rồi. Vâng, DK, Shiki, tình huống combat khá là ổn. Và có lẽ item tiếp theo anh ta lên cần lắm một cái BKB. Họ thôi đóng thẳng một cái san ghe lên cái Silver S. Nhưng mà Silver S để phá cái passive nào? Không phá được cái passive nào cả. Nói chung là lên cho nó nhiều đam thôi, không sao cả. Vâng, có lẽ là phá được cái đam passive trừ giáp của cái đam thôi. Đùa tôi mua mì cho các ông, không phải ăn giờ này cay. Sẽ lên cho mình cái Fury rất là gần. Vâng, một tình huống thẳng và bây giờ sẽ là chói. Và chắc chắn Gardner nằm xuống rồi, có setback ngược lại, cảm ơn mày. Nhưng thôi sao, ông Clock sẽ một mình đấm nhau với cái cọc này. Hơi lâu rồi, đáp dầu giúp ta một tí được không? Vâng, quyết định là để cho Clock ăn rồi. Cư xử là cực kỳ văn minh rồi từ Ember. Thường là tôi sẽ chém một phát ăn luôn cái cọc 150 tiền easy. Ở đây đang có tình huống búp ơn thẳng vào đầu Bara. Nhưng Bara, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy con Bara bị con Sky nó đuổi và chạy. Hơi khổ. TB về ăn một vẩy không có mana nhưng hoàn toàn là không thể chết được. Nhưng mà TB rất là lâu trước đó rồi. Một cái Aghanim Scepter dành cho Queen of Pain ở thời điểm rất là sớm, 21 phút. Lượng đam là nhiều. Và nó là đam piu thẳng vào máu. Thôi được rồi, từ đấy hơi nhạy cảm, gọi là đam pua. 5.000 network dành cho MV Vega, XP là khoảng tầm 5.500. Vâng, chắc thẳng vào đầu Ember nhưng mà nó bay còn nhanh hơn cả thằng lao đến. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn đang rất ổn với Vega. Họ đang có mọi thứ mình muốn, họ có những hard carry là mạnh hơn hoàn toàn với CDSC. Họ có những con quái vật late game như Shadowfiend, như Ember, Spirit và những gì họ làm là đã giữ vững cái tinh thần bình tĩnh từ đầu game đến giờ. Một tình huống smoke tới CDSC. Vâng, lúc này tôi thấy kênh chat đang hơi yên lặng và các bạn đâu rồi ạ? 900 người xem đâu rồi ạ? 946 người. Và bây giờ sẽ là một tình huống put vào tới từ CDSC với 5 người. Lộ smoke rồi, Clock này tức bật cho mình ra vạn lên và hút thẳng vào mặt của đó là bạn. Vâng, bây giờ thì họ chắc chắn sẽ thắng có 3 này rồi, một người. Bây giờ sẽ lao vào ba và sử dụng ulti. Ulti đến tới từ phía Skyhead, BKB bật lên từ phía của No One đang bị block rất nhiều, đồng đội đang lùi lại toàn bộ tới CDSC. Chém chọi hai người từ Ember lao thẳng lên. Cóc lại tới từ Clockwave và họ dồn đam chết vào này, nó lùa tiếp những người tiếp theo. Có lẽ sẽ là lùi về được rồi. Họ thắng combat và sẽ là cái trụ hài dành cho Vega. Counter là tuyệt vời. Ôi, cái chat đến phải 300 ông đang ăn mì. Thật. Em đang ăn mì, anh Thịnh ơi đang ăn mì nè, tôi đang ăn mì nè. Thế bây giờ mỗi mình tôi là không được ăn rồi đúng không? Dire's bottom tower has fallen. Dắt nhà báo. Quỷ. Và ngày mai thì SV sẽ lên cho các bạn một bài về dinh dưỡng tây nằm ăn gì để chứng chọi sau 11 ngày. Ngay lập tức là lao vào Roshan với việc là búp mề Dylan và người của con Roshan giữ trực giáp từ SF.
họ hoàn toàn thể kết thúc của Rosan rất nhanh, di chuyển ra tới CDC liệu có kịp không. Shiki đi đầu, đi đằng sau là một chắc vào tới thứ ba là còn Rosan sẽ là không kịp, lao vào đầu tiên thứ ba là liệu bị dồn đang chết không. Bây giờ một hút ra tới được không, chưa hút ulti lên tới thứ ba là đội hình vẫn đang là khá là tùy nghi di tản ở đây, đang đấm thẳng và thôi xong con DK chết quá nhanh. Ra ơi với ông nào Hunex, bây giờ Clock đang bảo là Hunex giết tao đi. Vâng, anh đây đang bỏ chạy rất là nhanh, đằng sau thì con Bara cũng đã chuột rút rồi và cần phá cái cọc đang cắm thẳng lên đồi. Vâng, 1 tỷ anh em zombie đang lao vào một tình huống Berlin và hơi liều tới Queen of Pain, dồn chết được Sky rồi. Ulti ra tới từ phía con Disruptor của đây, Nai và Samsu đã chạy được không, không chạy được rồi, bye bye em ơi. Một combat tuyệt vời tới CDSC, Clock hết mana và đang tiếp tục bị DK tới từ Undying. Ôi vâng, một ulti ra tới DF nhưng bây giờ thì Undying có lẽ không kết liễu rồi, lao vào Bara bị sandbag ngược lại. Vâng, Bara vâng có tình huống drip ngược lại tới Bara và kết liễu và DF. 4 mạng của bên phía Vega nằm xuống, ăn Roshan rất là vội vàng và Roshan được khả năng cao sẽ dành cho CDSC rồi. Chắc chắn là sẽ dành cho CDSC rồi, đó là 1.000 gold dành cho CDSC. Chênh lệch đã kéo từ khoảng 7.000 xuống còn 5.500, XP là còn có 5.000 thôi. Và sau Roshan này thì XP cũng như kinh nghiệm sẽ còn tụt về thêm khoảng 1.000 nữa. Vâng, một tình huống ulti và rất là 5-5 thua solo. Là thực ra solo trước giờ vẫn 5-5 thua, thực ra thì nó là kiểu muốn ăn hoặc là thua luôn. Kiểu bán độ thì làm sao mà thua được. Còn đùa chút thôi. Sau cái combat vừa rồi, Cidic có thể là họ sẽ có cái bớt cái gánh nặng tâm lý ở thời điểm early đi, nhưng họ vẫn sẽ đầu đầu con NF, mặc dù tôi nhìn thấy là ít nhất là nó đang chết cỡ 3 lần rồi. Một lần early game, 2 lần mid game rồi vẫn đang đầu network với cách con DK ở tầm 1.000. Mọi chuyện đang là ok hơn so với Vega. Tuy nhiên thì CDC hoàn toàn thể tự tin những combat tiếp theo, khi mà họ lượng đam rất lớn cho Queen of Pain và khó chịu tới được cả bạn ấy tự lựa Disruptor lên game. Về mặt Core Hero thì Vega mạnh hơn, còn về mặt combat CDC khỏe rất là nhiều. Vâng, kèo này như một người cũ của chúng tôi hay nói, đó là anh Thanh Long thì đó là căng ngủ kèo. Vâng, Đinh Thanh Long ạ. Còn theo anh Nguyễn Tuấn Anh là kiểu kèo căng củ. À, Vũ Tuấn Anh, xin lỗi nhầm tên. Không, lúc này không sao. Incoming. Một cái BKB dành cho DK. Tôi là thất luôn nhá, bình thường mà tôi đánh bắp ấy, tôi rất ghét nhìn những thanh niên kiểu đồ nó tròn như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy con DK hiện tại nó đang có cho mình là một cái giày gỗ, một cái BKB của Shadow Blade đỏ, đồ rất là tròn. TP không cầm, không cầm TP, đã mua là mua đồ to luôn, không có những cái nhỏ nhỏ kiểu Zing Basilus, Zing Aquila, Blazer không có. Chơi là cái giày gỗ, BKB, Shadow Blade có gì mua đấy. Vâng, nhưng bây giờ thì một cái item cực kỳ quan trọng cho Ember Spirit, đó là cái Metal Fury. Tôi đã xem rất nhiều con Ember thi đấu, thậm chí có những con Ember nó mang cả Fury mình đi bet mãi không lên được luôn. Nhưng hiện tại thì ở 26 phút lên là đang hơi chậm cho Ember với việc là anh ta mua cả chết, vâng chết một mạng. Hình như đang farm hơi ít, vâng đúng rồi, farm ít quá, đánh nhau nhiều quá. Và nó khiến cho Ember lên cái Fury thường là ở tầm 23, 24 phút, bây giờ xong phút 26. Vâng, chúng ta có thể thấy là sau cái con Roshan và một cái con bắt thắng thì vâng, một network đang là 2.500 dành cho Vega. Và XP thì hoàn toàn bằng không và Cidex thích điều này. Họ là một team mà nếu có lượng level thì rất là khỏe. Dire's middle tower is under attack. Players here. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures, they're fortified. Vâng, một hút thẳng vào mặt DK ngay lập tức sử dụng Shadow Blade bị hút. Vâng, đang cắm chân chi cũng nhìn thấy rồi. Nhưng ở đây thì có dồn đam vào, Ember đã biến mất trên bản đồ. DK thì vẫn là chạy như vâng chạy rồi. Killing spree dành cho Bara và bây giờ mọi thứ đang nghiêng dần về CDC. 641 gold. Hiện tại đang có 950 người rồi đang ngồi trên kênh của ESV và xem.
Vâng, và nếu mà có 1.000 người xem thì ngay lập tức sẽ có info cô giáo Thảo góc trái đang chủ Envy ở đây có đấm thẳng vào mặt của con Dato. Dồn đau vào, chắc vào, nhưng Blink kiểu này thì Agassiz sẽ là chết ở mắt kẻ khi tôi bây giờ thì cầm cọc xuống bạn. Còn Dato chết ở BKB lên và bỏ chạy tới từ phía của LM thì khó chạy quá. 1-3 luôn, thành bát tới ba là cái thứ hai. Rồi thua, quỷ. Vâng, bát như thế thì tôi xin lỗi, ở đây thì đó là tình huống tàng hình trong trụ tới từ kill. Nhưng được ơn lên, được bút máu, được Mekan, anh ta hoàn toàn lùi ra ngoài. Ba thành viên của Vega nằm lại và thế trận bây giờ lại đang nghiêng về CDSC rồi. Gold dành cho CDSC. Và tôi đã nói rồi, cái con Bala này nó vừa đi Tomorrowland về. Đầu game nó bát liên tục rồi, bây giờ nó bát kiểu 3 phát nữa. Như đã trong những cái clip của ESV đã làm, có một cái clip nói về việc con Bala này khi bình thường thì bát rất là ít, nhưng mà vào combat thì cái bát này không phải 17% đâu. Cũng như là con súng cũng không phải 17% đâu. Nó là khoảng 9 mấy% nên nó là liên tục luôn. Một cái bãi stack rất to dành cho Ember. Và Ember item tiếp theo sẽ là gì đây? Khả năng sẽ lên cho mình đây là lớt. Cái con Ember của ESV nó hay lên cái đề xô, tôi không đánh giá cao điều này cho lắm. Vâng, bay về và có lẽ regen, tôi đặt một cái bóng lại và chạy bộ về nhà. TV về. Lên cho mình một cái Oclap và sẽ là lên gậy xanh từ Clockwork, trong khi đó Bara sẽ hướng tới một cái BKB tiếp theo. Khả năng Silent tới từ Skyramet đang là rất khó chịu rồi. Có lẽ là khả năng control map tới từ Vega đang quá yếu. Ta nhìn thấy trên map họ không hề có một cái ward nào. Họ chỉ có một cái op ward ở khu vực Secret Shop bên phía team CDSC thôi. Là không đủ. Đây. Vâng, lấy cho mình một Rundodam tới từ SF và tỷ số đang là 13 đều. Ở cái con số này thì phương Tây họ không thích cho lắm. Thế nên là Vega có sẽ cố gắng đẩy cái kill lên 14 thôi. Kiểu gì cũng có một ông chết ngáo hoặc là một ông kiểu giết cực kỳ bro ở đây. Điểm qua về cái lượng core item thì ở thời điểm hiện tại, kill đó là Disruptor bên phía CDSC có cho mình một cái áo tàng hình. XZ thì có một cái Shadow Blade, đây đang lao thẳng vào cái con cổ cánh rồi. Này cái thằng bán độ, một đạp vào mặt, bây giờ thì chết luôn rồi. Thật đó, một tình huống mà sử dụng cả cái ulti không có gậy xanh thì không sao. Bình thường mà như thế là hơi bị thù hằn đấy, chắc là cũng bét ngày xưa đây. Một cái ulti thẳng vào mặt luôn. Quay trở lại với điểm qua thì Garter có cho mình cái Mekan, một cái Gamer Cap. Ở con Undying, Siki thì Shadow Blade, BKB Aggressive thì BKB gậy xanh. Game of BKB rồi. Vega có cho mình Dazzle một cái Medallion thôi. Giày ghẻ. Solo một giày gỗ, một Fox Staff và một Earn. No One thì BKB Mechanism và một cái Ultimate Orb. Mark có cho mình một Fox Staff, một Blade Mail và mua một cái Point Booster. Ember Spirit thì đang mua cho mình một cái Mythic Hammer rồi, hy vọng rằng đó là BKB. Tôi ngán cái đề xô lắm rồi, một cái Battlefield đây. Một tình huống bay thẳng trước mặt Bala. Thôi, một đạp vào mặt rồi. Ôi, người đi mãi chắc không quay trở lại rồi. Ờ, làm sao vâng, bay rồi tàu vũ trụ đua cả tàu hỏa. Một tình huống mà tàu vũ trụ đã còn nhiều nhiên liệu hơn mà về được. May mà còn bóng, nhưng còn đấy bay không còn bóng, còn Bala đạp thôi thì chớ kể. Vẫn đang rất là cần não rồi. Vâng, với những cái lần hứa, lời hứa lần trước thì viewer đã chặt đầu tôi mấy lần rồi, nhưng mà tôi là học vẫn dài mà. Lần nào các bạn chặt đi chặt lại một cái đầu. Hai nghìn một trăm tiền thì USF và item tiếp theo có lẽ là Iskadi thôi, nhưng mà bây giờ họ sẽ smoke được Rundodam tới từ No One không. Họ đang di chuyển và bây giờ thì lấy smoke tới từ Dazzle rồi, đã cầm luôn cả gem, nhưng mà bản đồ nó đang hơi tối không.
liệu có cần thêm một ít đèn chớp để bay đêm nay. Họ đang để bản đồ là quá tối, trong khi đó CAC họ hoàn toàn kiểm soát khu vực giữa sông. Ember đang đi một mình một hướng, đồng đội của anh thì 4 người đi cùng với nhau, tách đoàn sau đó nhập đoàn rồi. Một tình huống lừa cơ động thôi. À còn bao rồi, ôi một tình huống, nhưng đó là một tình huống mà đó là cóp đẩy 3 người. Thôi xong rồi, ông Clock này thì vô phương cứu chữa. Ông là chắc vào và lùi ra luôn. Bây giờ thì bài Clock quay một tiếng mở BK lên. Vẫn đang chạy ra ngoài ulti để win. Và đó là đặt một cái ulti rất đẹp tới thì Disruptor. Tại sao lại một tình huống mà hook nó có thể vô duyên hơn được nữa không? Solo bị gửi lại. Vâng, bye. Đúng là solo rồi. Solo thì phải đi một mình thôi. Bây giờ là mày đánh bọn tao hay là tao đánh bọn mày? Chắc chắn là chết rồi. Clock một tình huống hook không tính toán và hook thẳng vào đầu của mấy con màu đỏ. Vâng, càng ngày Vega đánh càng tệ và họ đang mất hoàn toàn lợi thế early rồi. Bây giờ sẽ đẩy vào thẳng khu vực trụ 2 thôi. Ember thì cố gắng farm để lên mình item tiếp theo và BKB sẽ lựa chọn item của anh. Đã có form dòng 3 cho DK ở 34 phút cùng với đó là 2.400 tiền. Bây giờ phút trụ là cực nhanh, đánh combat cũng là siêu khỏe. Làm sao để cản cái free ice carry như thế này đây? No One cố gắng đi nai trụ, nhưng đó là không thể. Một chém chói và hai hero đối phương, nhưng không giải quyết vấn đề gì quá nhiều cả. Cái gì? Thế à? Không nhìn thấy chữ mà. Gớm vào cát. Đã cho xem hộ rồi, xong ăn cả mì của mình rồi. Khán giả như kiểu bố Cutter ấy. Không phải các bạn kênh chat mà những thằng đang ngồi đây. Còn các bạn thì có thể kiểu làm chú tôi thôi, không làm bố tôi được đâu. 500 thằng đang ngồi đây nhưng mà tôi kiểu quyền lực mà, không sợ đâu. Vâng, một cái vâng Kuirat dành cho DK ra thủ đồ trong hòm. Bây giờ thì con DK này nó để tôi tính sơ thôi. 27 cộng 9 là chắc chắn là bằng 38 giáp rồi. 36. Ui, chết rồi, uống bầu húc nhiều quá. Bị kiểu tính nhầm, không sao. 36 giáp, một sờ bốc nữa cho Vega. Lần này thì các bạn dự đoán xem ông Clock thì húc vào đâu. Lần này tôi nghĩ là húc vào đồng đội. Vâng, một lần nữa lựa chọn ăn Rosan khi mà đối phương đang ở cách ngay trên đầu mình. À, con Sky tự dưng mày một mình ở đây làm gì? Vâng, Sky vẫn đang giả vờ là tao chỉ một mình thôi mà. Vẫn đang giả vờ. Không nhìn thấy đâu, cái qua này sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà cái tình huống mà đặt vòng vừa rồi thì vâng, gặp nhau rồi. BKB được mở lên rất nhiều. Một tình huống ulti lên tới từ No One. Và đó ulti rất đẹp chém chói tới từ phía của vâng Ember, được bộ bắt tử lên. Ulti đặt vòng rất đẹp và ba round tạo quá nhiều của chồng phía sau. Chắc chắn là combat này CDC sẽ thắng rồi. Vâng, một người, hai người, ba người không. Bây giờ thì SF đã nằm lại, Bara cũng chết. TP về tới từ Ember là thành công. Ở đây Sky và Zone đang chết luôn. Và Mark đang cố gắng để chống cho Ember quay trở lại. Ember chém nhưng đó là tình huống chém trượt. Bây giờ thì quay đầu bỏ chạy thôi. Một tình huống bộ bắt tử lên và đâm chết được Disruptor tới từ phía của cancel TP kìa. Vâng, đánh tiếp. DK thì bây giờ chuột rút rồi, máu quá thấp. Một combat là chưa biết ai thắng ai thua, nhưng mà rất nhiều người mất máu. Bệnh viện không thích điều này. Vâng, bây giờ thì XP đang nghiêng hẳn về CDSC. Đó là 7.500 rồi, Network là 6.000. Hoàn toàn ok thôi. Gậy xanh dành cho Clockwork. Vâng, đó là di chuyển mà Roshan ngay lập tức bị phát hiện tới từ Clockwork rồi. Còn Roshan này sẽ không đơn giản thì CDSC nghĩ. Họ buộc phải lùi ra ngoài một tình huống đi qua thôi. Vâng, SF thì vẫn đang lấy sâu. Tầm này 12-7 sâu rồi.
Đừng hỏi. Thiếu 9 sâu nữa. Khán giả cứ tưởng cái tờ không biết tính. Mất 2 giây tính được ngày. Gớm. Vâng, một game đầu vẫn đang rất căng thẳng. Nhưng mà bây giờ thì CAC họ bắt đầu nắm dần mình cái lợi thế rồi. Cocho map là ổn. Họ đang giữ lượng trụ là tương đương. Và bây giờ thì Vega lại bắt đầu mon men lao vào khu vực run. Trong khi đó thì Aggressive đang đẩy lên top. Vâng, tôi lẩu luôn con gà ở đây. Ông ba đang lao vào thì gà mình dụng toàn lông. Chạy luôn. Vâng, một tình huống chém chói trúng vào rồi húc thẳng vào luôn dồn đạp chết đi Lotto. Bây giờ chết đi Lotto có mang hoàn toàn dễ luôn. Game đã rơi, nhặt game tới từ Clawick. BKB bật lên rất nhiều ở đây thì vâng, NF sẽ dồn đạp chết hay không? Chưa có vô tử, chưa có ulti lên. Còn DK đang quá khỏe nên cái tình huống chém tới thì Ember là không đủ. Ở đây Sky cố tình huống vào săn cũng là nằm xuống đất đặt cock tới từ Clawick. Nhưng bây giờ thì Ember một cái chém chói nữa đang cố gắng di chuyển đi nhưng không thể chạy nổi. Bốn thành viên nằm lại đổi lấy một mạng của con Disruptor là một cái đổi quá là lỗ. Khi mà lúc này chúng ta nhìn thấy là QNP có cho mình triple kill, 2100 gold dành cho CDSC. Và chắc chắn thì sau rất nhiều cái combat thì bây giờ Roshan sẽ dành cho CDSC rồi. Vâng, hiện tại thì đang tỷ số của MVP và Anchor thì đang là 1-0 cho MVP. Người Hàn vẫn đang quá bá so với những boy từ Mỹ. Tỷ số đang 16-23 nên có 7.500 dành CDSC rồi. Ember vẫn là chưa đủ để đánh nhau. SF thì chết quá nhanh và liên tục bị đấm bát tới từ Bara. Hơi khó chơi rồi. Bara đã có tốc đánh là cực kỳ ổn, 0.9. Với một cái con mà có 17% ban này và con ban nó khoảng lên tầm 80% này thì thôi thua. Các bạn có thể thấy nó đánh cho con kiểu SF từ một người bình thường sang một con kiểu co giật. Sống một cuộc sống nó hơi thực vật một tí. Vâng, và như trích dẫn tới từ Loda thì cái tỷ lệ ban của con Bara là lời nói dối lớn nhất của Veo dành cho fan Dota 2. Và tôi nghĩ là nó cũng đúng với con súng thôi. Thỉnh thoảng nó sợ hơi nó bắn thì thôi đừng có hỏi. Sẽ lên hack tới từ Queen of Pain. Và Queen of Pain từ một con đang rất thọt ở thời điểm early đang trở thành một con quái vật rồi. 7 kill, 11 acid và chết 1. Đang rất khỏe tới từ Aggressive và luôn luôn là người gánh kèo CDSC. Thôi xong rồi, các em ở bên trái màn hình chuẩn bị đi, 1000 view rồi thì phải. Một cái chắc thẳng lên top khi mà Vega đang dồn vào để push. Ember nên chạy ngay. Xong, ông Sky lại là người nằm lại rồi. Nói chung là solo thì sinh ra thì cũng phải con người mà có luật nhân quả cả. Những gì đã gây ra thì phải trả giá thôi. Chết hơi nhiều. Cứ trong combat mà ví dụ có hai người thì solo luôn là kẻ bị nhắm vào đầu tiên. Thực ra là vì là một support dễ êm hơn. Tôi nghĩ là cũng vì những cái tội lỗi anh ta gây ra nữa. Nhiều khi ăn những con khác cũng vẻ ngon hơn mà. Invisibility. Queen of Pain có cho mình cái invi. Và đó là một cái hit, một cái invi. Kèm một cái invi là một cái đua đàm. Ở đâu cái invi đâu? Tại sao nó lại còn một cái đua đàm? Active invi. Vâng, bây giờ push thẳng vào trụ thôi. Bây giờ ai cản con DK với khoảng tầm 37 giáp như này đây. Đang lên cho mình cái Dead Alert rồi. Tôi thật là bây giờ con NF và đồ như thế này thì muôn đời con đánh chết được con DK. Nhất là với việc lên cho mình cái Ascari đầu tiên, lượng đam nó không hơi nhiều. Thực ra con NF đam nó vốn là nhiều rồi nhưng mà sẽ không đủ để đấu con DK. Khi mà bây giờ được buff cho mình thêm cái giáp nữa. Và bây giờ giáp nó là quá tởm rồi. Nhưng khả năng đép tới từ Vega cũng là vô địch với con Ember. Nào mình cùng đép. Vâng, chém cái biết ai là bố ngay. Vâng, ông mốt rồi, ra cho người ta info của em cô giáo Thảo kìa.
Vâng, tiếp tục là bàn tên lửa ra ngoài. Chém chói vào đó là DK. Vâng, mất cho mình cái trụ ngoài rồi, có DK này một lần hóa form nữa thôi thì có khi bay cái rách. Vâng, dồn toàn đồ đam mê rồi chứ. Vâng, Sky đã ở hơi xa và đó tình huống mà không thể dồn đam mà được. Không sao, bây giờ có cho mình một cái hook rồi, một cái gậy xanh rồi thì hoàn toàn ok với việc là hook liên tục được. Vâng, lại còn có ông có bảo tôi là nãy tận 10k view. 10k view thì ông có xin info bố tôi cũng có, đừng nói là em góc màn hình chém gió. Không xem đâu vậy, en cái này thì biết mà. Thì mới xem được cái pick CTU. Vâng, lúc này đúng là DK đang như một cỗ xe tăng, mà xe tăng thì chỉ có thể cản bằng bom ba càng. Mà hiện tại thì tôi đang chưa thấy Vega có bất kỳ một cái sức mạnh gì để sát down DK này cả. Và có lẽ là cách để chiến thắng các bác duy nhất bây giờ thì đấy là giết hai con. Thứ nhất là con Disruptor thật nhanh và con Queen of Pain thật nhanh, không thì thua. Kiểu gì cũng thua. Cái việc mà giết con Bara, con Undyne với cả con DK này gần như là không thể rồi. Tạm thời là sẽ không thể bớt chết nó nhanh được, vì phải sát down hai con kia thật là nhanh. Nói chung là mọi việc đã rất là khó. Chết rồi. Vâng, net worth là 15.000 dành cho Vega, XP là 15.000 luôn. Mọi thứ đang hoàn toàn nghiêng về những người Trung Quốc rồi. Và tôi vẫn đang thắc mắc cái ý tưởng lựa chọn Ember làm carry ở trong game đấu này. Ember vẫn đang cố gắng farm lại thời điểm anh ta đây đánh nhau rất nhiều. Và những cái sai lầm tới từ thời điểm mid game đã khiến cho Vega đang phải đối đầu với thực sự là một quái vật tới CDC. Và đặc biệt là aggressive đánh con Queen này nó là tuyệt vời. Item cuối cùng của Queen lên sẽ là đó là một cái C3, sau đó bán bottle đi lên cho mình một cái option core. Ulti sẽ là 30 giây. Một quay clip anh ta ulti một lần. Và không ai thích điều này cả. Bara thì cũng đang lên cho mình thêm một cái, có lẽ là C3 nữa thôi, tôi nghĩ là Kurat nữa thì hơi buồn cười. À không, sẽ lên cho mình là một cái Lotus Orb. Undying thì đang hướng tới một cái Fla. Đấy các bạn thấy không, cái ulti mà nó dùng như kiểu không ấy. Đạp thẳng vào bọn Ember lên, Ember thì hơi nhạy cảm, chưa đạp bay luôn. Vâng, được ulti luôn một bát. Nào đếm nhá, 2 bát. Nào, vâng hack vào 3 bát. 4 bát. What the fuck. Thằng này nó đánh thêm một lúc nữa là có thể mở được một mâm cỗ luôn. 4 cái bát. Thật. Ôi. Vâng, đánh với một con như này nó chả cần đồ nó cũng thắng thôi thật. Một lúc vào tới từ Clock và đó thì con vô thẳng ra ngoài, nhưng người vô tình để nó đâu qua năm người stun. Tiếp tục đạp vào đầu Bara và chúng ta đếm. Một. Vâng, nào thôi. Và Vũ Bất Tử lên xác định chết từ đầu One mà không chạy luôn. Đó là một tình huống sẽ bay bay cả tả từ Ember và Clockway. Tiếp tục một tình huống hút vào nữa, bây giờ Ember. Vâng, Ember vài bách gà suýt chết, một ulti lên từ em nhưng không có sau. Họ đang đẩy toàn bộ đội hình CDC ra ngoài. Nhưng mà một tình huống mà họ câu được tới hai mạng và hai bài bách là quá tuyệt vời rồi. Về thủy. Tất cả đi về với 900 gold, về Vega trừ đi hơn 1.000. Và đúng rồi các bạn, nói là mình nói sai là chuẩn rồi.
không thể làm mâm cỗ được khi bốn bát mà không có đũa. Và một tình huống mà bây giờ họ sẽ là Wazer hút thẳng vào Queen. Queen bờ linh đi và Clark Fork lên, có hai người lại. Nhưng đó là con DK, đừng có điên. Đừng, và chém vậy, vậy. Thôi, ôi, Queen là bên nằm xuống rồi. Bây giờ họ rồi tiếp DK, Ziki đang bị dồn. Ziki có thể sẽ chết, tiếp tục hút nữa tới từ Mark. Mark đột nhiên đánh cực kỳ hay, double kill dành cho No One. No One có một tình huống mà xử lý rất là tốt. Và bây giờ anh ta sẽ lên cho mình cái đây là lớn. Một item mà sẽ là cực kỳ cần thiết để có thể kết liễu game đấu này. Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ khi bây giờ thì hai rack không ra, toàn bộ rack còn nguyên. 3.300 gold Vega. Tôi thật là tôi đang bị kiểu hơi ở phấn khích quá đà, chắc là do bầu húc. Ôi ôi. Vâng, tôi hiểu tại sao mà khi mà tôi hỏi anh bạn tôi 6KMMR leo danh bằng con gì thì anh bạn tôi có bảo là nếu mà đỏ thì leo danh bằng Bala. Nó là quá dễ khi mà chúng ta nhìn thấy một con Ember bị đấm cho kiểu bất tỉnh nhân sự luôn. Roshan dành cho CDC. Axin dành cho Vega. Endurance run. Gớm. Gớm. There it goes. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại trận đấu này, chúng ta có thể thấy là bây giờ thì network nó kéo từ 20.000 xuống còn 17.000 rồi. Vâng, tại sao ông aggressive vừa tình huống mà nằm trong bụi cây như vậy? Họ sẽ dồn tiếp một lần nữa lực lượng lên để push. Và nếu lần này không được thì vấn đề sẽ rất lớn, như Ember đã có một cái Crystal Lust. Và một cái Crystal Lust cũng dành cho Shadow Fiend rồi, nhưng tuy nhiên lần này họ không có buyback. Nói chung là cái việc mà tôi ngáo là bình thường thôi. Cái lần đầu tiên được KTI nó cũng giống như kiểu một đứa trẻ lần đầu được cầm cái thẻ V-Coin ấy, kiểu gì cũng vội vội nạp. Tao mua súng khỏe. Vâng, network XP đã kéo về gần 10.000, network thì đương nhiên vâng 15.000 rồi, kéo phát 6.000 về. Trời ơi, Clockwake của Mark có cho mình một cái Kurat. Được. Farm cực kỳ tuyển. Mà tôi không hiểu sao nó không phải là một item khác. Có lẽ là tăng độ trâu thì ok. Thì em tao thằng DK nào trâu hơn. Mày là rồng, tao là kim loại. Hút thẳng vào DK. Bây giờ một tình huống mà đặt cốc nó là tuyệt vời mặt trời. Dồn đang DK. DK ui dày thế. Đấm 5 thằng đấm mất nửa máu thôi sao. Ông ba lại lao vào rồi. Mó là một tình huống mà bật BKB lên tới từ Ember. Ulti lên tới từ Queen. Vâng thôi xong rồi, SF lại nằm lại. Và lần này thì SF có cho mình cái Aegis. Nên nhớ rằng SF có Aegis và SF sẵn sàng đánh nhau một tuần nữa. Một hút nữa và Clockwave một hút tiếp tục chính xác, nhưng đang đánh nhau xung quanh cái cọc. Và đó thì cũng đánh nhau với cái cọc và không ai phá cọc cả. Vâng, đó là một tình huống dồn đào em rất là nhanh. Bây giờ thì em tiếp tục mua bất tử lên, đang tiếp tục chém tới từ phía của Ember. Họ dồn đang chết Bala. Bây giờ Gunner bị chém trói, dồn đang giết vào Undai. Undai cũng sẽ là nằm xuống đất này. Bây giờ thì DK sơ tan vào nhưng vô tan đi. Bây giờ sẽ là chém văn nữa và bây giờ họ dồn đang Queen chưa chết, nhưng bên DK sẽ nằm xuống và aggressive. Vâng, có chết không đây? Chưa chết rồi. Vâng, bút được một hơn nữa, bút được một hơn nữa. Queen of Pain cũng nằm lại tuần này. 4 người sẽ là 5 người. Solo trả thù được. Bài bay từ Sky chạy đi còn cái gì nữa. Nhìn cái gì nữa. Vòng một ulti lên. Vua bất tử ở lều lều ta TP đấy làm gì. Làm gì. Làm gì về. Tại sao đừng đấm con đấy và không đuổi con này. Con này nó chạy mất rồi. Gớm. Cái ông Queen of Pain ông ra ông đấm cái con ở TP. Illusion. Vâng, một tình huống mặc câu được luôn. Cả bài bay cực kỳ wreck thời từ aggressive. Combat là lợi dành cho Vega và chắc chắn sẽ qua một lần nữa kéo ngược lại 4.300 gold của Vega combat vừa rồi. Họ câu cả được một buyback tới Queen of Pain. Vâng, trận đấu thứ hai mở màn cho TI
mùa thứ 5, chung kết thế giới mùa 5 vẫn đang cực kỳ hấp dẫn ở những cái phút 50 mấy rồi. Vâng, các bạn có thấy sôi động không ạ? Tôi thì thấy sôi động phết rồi đấy. XP vẫn đang ở mức 10.000, còn Network đang kéo dần dần từ 20.000, đang xuống khoảng tầm 13.000 rồi. Một con Clock bất chợt chơi rất hay khiến cho trận đấu trở nên khó khăn rất nhiều so với CDAC. Chúng ta có thể thấy một tình huống mà đặt có kiểu chia đôi mỗi bên một trường sơn luôn. Trường sơn đông, trường sơn tây. Cực kỳ khó lao vào tới từ CDAC và đó là tình huống mà có. Vâng, lao thẳng vào xe Mother Slayer, bắt đầu đếm bát tới từ SV Studio. Một ulti rồi, bát đầu tiên. Vâng, chưa có bát. Vâng, cái bát thứ hai. Vâng, không phải bát rồi. Bất vua tử lên. Nào, Clock ra rồi. Vâng, đó là búp cho mình Lotus đó. Vâng, tình huống mà dồn nào chết luôn rồi. Nhưng có vẻ hơi nhiều skin. Ember lao thẳng lên. Một BKB mở cho mình Diva và chạy. Vâng, đánh nhau rất kiểu Việt Nam. Lao thẳng vào Huyết Vai và chạy luôn. Ulti lên từ SM nhưng có vẻ là không có sâu. À không, có đầy sâu, nó có chết đâu. À không, nó có chết. Sandbag ra ngoài. Và Sandbag một tình huống mà đó là BKB lên tới từ No One. Vâng, họ đánh nhau rất nhiều, thương vong chỉ ở một thằng solo. Hai bên đều đã bật hết cho mình những cái BKB rồi. Queen đã bật BKB, DK thì chưa. DK cầm theo một cục hớt. Rồi, bây giờ nó là con, không ai thèm đánh của Matt. Vâng, nó bắn thẳng vào trụ thì con chém chói ra tới từ Ember. Ember vẫn chưa lên cho mình cái đề lớn. Tiền vẫn đang là không có. SF thì vẫn chưa cầm được đề lớn luôn. Tiếp tục là chém chói thứ hai. Vâng, hút vào rồi. Mày hơi quá rồi đấy. Bây giờ đấm thẳng vào luôn, bật BKB lên. Và Clock bị dồn bài. Và Clock bút bật tử lên là rất chính xác. Một ulti trượt tới Disruptor. Bây giờ tiếp tục là dồn vào ở đây đi. Clock đã nằm lại rồi. Một tình huống mà em cũng chết đem bài bách ra. Clock lại không còn bài bách, mất cho mình cái rank rồi. Còn TV ra toàn bộ đội hình CDSC đang lùi lại. Bây giờ thì di chuyển ra tới từ Ember. Phá luôn cặp và rất nhanh. Họ đang di chuyển lên. Một tình huống đặt cái lồng và dồn toàn bộ đàm vào Ember nằm lại. Có lẽ là GG chiến thắng ở game đấu đầu tiên dành cho CDSC. SF vẫn đang cố gắng vẩy nhưng SF sẽ chết ở đây thôi. Vâng, solo và bây giờ là No One. Game đầu tuyệt vời CDSC và gõ CC tới từ Sky. Chúng ta sẽ chờ đợi để đến những game đầu tiếp theo.